căn cứ của Mỹ bị tấn công. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, châu Âu đang phải tiếp tục chứng kiến khí tài tối tân bị phá hủy tại Ukraine. Trong khi tương lai đất nước trở nên mịt mù, thì cựu cố vấn Tổng thống Zelensky tuyên bố chấn động rằng nhà lãnh đạo Ukraine bị ảo tưởng quá mức dẫn đến nguy hiểm cho đất nước. Cùng lúc đó, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, thì hai căn cứ quân sự của Mỹ đã bị tấn công tới 13 lần tại Trung Đông. Tất cả sẽ được chúng tôi phân tích trong video ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Hàng loạt thiết bị NATO bị phá hủy. Tin tức dồn dập từ chiến trường trong vài ngày qua, có thể nói là điểm xấu đối với Ukraine. Nga đã chiếm được các vị trí quan trọng ở Abyipka, đặc biệt là xung quanh khu vực bãi rác và đường sát Stobovo. Trên thực tế, Bên dưới bề mặt khu gò đất của bãi rác này có một mạng lưới đường hầm chằng chịt được đào sâu khắp nơi. Vì vậy mà việc kiểm soát hoàn toàn khu vực này là một chiến công lẫy lừng của người Nga. Lực lượng Nga không chỉ tiêu diệt toàn bộ lực lượng phòng thủ Ukraine mà còn cắm lá cờ của lữ đoàn súng trường cơ giới 114 lên trên bãi rác thải này. Theo một nguồn tin của Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu tướng Zaluzny giữ lại Apiivka bằng mọi giá và phớt lờ mọi lý lẽ của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine về sự phức tạp trong việc bảo vệ thành phố này. Trong khi đó, cựu cố vấn Tổng thống Zelensky là Adetovic cũng thừa nhận rằng Adivka cũng sẽ thất bại giống như Bắc Mút. Ông này thậm chí còn tuyên bố gai gắt, đó là sự sụp đổ của Adivka sẽ là một bản án tử hình dành cho chính quyền Zelensky. Theo ông này, thì kết cục thảm bại này của quân đội Ukraine là do hậu quả từ việc tham nhũng có hệ thống của các quan chức Ukraine. Hệ thống tham nhũng này đã kéo nền kinh tế của Ukraine sụt giảm 2,5 lần và khiến Ukraine lần lượt bị mất đi các thành phố chiến lược quan trọng như là Volgograd, Lysychansk và Bakhmut vào tay người nga. Nếu tiếp tục để mất thành phố Avdiivka, thì đây chính là bản án tử hình đối với cả hệ thống chính trị của nước này. Tuy nhiên, những diễn biến tại Avdiivka vẫn chưa gây chấn động cho phương Tây bằng những gì đang diễn ra tại Zaporozhye. Vào ngày hôm qua thì một lần nữa NATO lại phải cay đắng chứng kiến, máy bay không người lái FPV của Nga đã đốt cháy xe tăng Leopard gần Robotyne. Video đầu tiên cho thấy một UAV trị giá khoảng 300.000 rúp của Nga đã có thể tiêu diệt một chiếc xe tăng Leopard của Đức trị giá hàng triệu euro như thế nào. Còn video thứ hai thì cho thấy chiếc xe tăng tương tự bị UAV bắn trúng ở cùng một vị trí. Không chỉ các thiết bị tối tân đắt tiền của NATO bị phá hủy, mà ngay cả lữ đoàn thiện chiến nhất của Ukraine cũng đang bị tổn thất nặng nề. Vào tháng trước, thì lữ đoàn 47 thiện chiến của Ukraine đã buộc phải rút lui do tổn thất nặng nề và phải đối mặt với các cuộc bình biến nổi loạn từ bên trong. Và ngày hôm qua, được cho là ngày đen tối nhất của lữ đoàn 47 đã chịu tổn thất tồi tệ tại máy xay thịt Robotine. Trong khi đó, một chỉ huy đại đội của lữ đoàn 80 của AFU đã phàn nàn rằng Ukraine sắp hết quần tham chiến. Lưu ý, là Ukraine được cho là sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vào đầu năm tới, điều mà chính quyền Biden đang coi là con át chủ bài trong việc có khả năng loại bỏ tổng thống Zelensky để thay thế bằng một người khác. Vậy thì tại sao Ukraine vẫn chưa ban hành lệnh huy động toàn dân? Câu trả lời là nếu như chính quyền Kiev làm điều đó vào lúc này, thì không khác gì tổng thống Zelensky thừa nhận cuộc chiến đang thất bại rằng tại sao Ukraine đột nhiên lại phải cần thêm hàng trăm nghìn binh sĩ, trong khi Kiev vẫn tuyên truyền là đang chiến thắng. Điều này có thể dẫn tới những hậu quả chính trị nghiêm trọng cho chính quyền Tổng thống Zelensky. Biểu đồ cuộc khảo sát vào đầu tháng 2 năm nay cho thấy 22% người dân Ukraine tin rằng Nga có cơ hội chiến thắng, trong khi 67% tin rằng Nga đang cạn kiệt tài nguyên và Ukraine sẽ có khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, vào tháng 10 này, các dữ liệu thăm dò có vẻ ngày càng ảm đạm hơn khi chỉ có 43% người Ukraine tin rằng có thể giành chiến thắng và có tới 49% tin rằng Nga có thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến trong nhiều năm. Trong khi ấy, bất chấp sự chấn an của chính quyền Kiev rằng phương Tây vẫn sẽ hỗ trợ Ukraine cho đến khi cần thiết, nhưng nguồn cung vũ khí từ Mỹ đã giảm xuống mức kỷ lục trong tháng 10 này, với tỷ lệ giảm tới 93,5% so với nửa đầu năm 2023. Trong vòng một tháng qua, chỉ có một gói hỗ trợ quân sự duy nhất được gửi tới Ukraine. Rõ ràng, phương Tây thực sự đã đánh đổi Ukraine để dành nguồn lực cho Israel. Đạn dược, tiền bạc và truyền thông đều được ưu tiên tập trung cho Israel. Và tình huống này không có gì đáng ngạc nhiên do tốc độ phản công quá chậm chạp nếu không muốn nói là thất bại của Kiev, cũng như là không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đã sẵn sàng rút lui. Thực tế, Ukraine phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc chiến xung đột kéo dài và cần có sự cam kết hỗ trợ lâu dài từ các đồng minh của mình. Nhưng mọi thứ có vẻ như khá mù mịt. Cựu cố vấn tiết lộ, Zelensky ảo tưởng quá mức Trong một cuộc phỏng vấn gây chấn động với hãng tin Ba Lan, Dojetri, vào hôm 22 tháng 10, cựu cố vấn văn phòng Tổng thống Zelensky là Oleksiy Adetovich đã chỉ trích ông Zelensky vì hành vi ngày càng hống hách của mình. Ông này cho rằng, tổng thống zelensky đã trở thành nạn nhân của bệnh ảo tưởng khi nghĩ rằng mình vĩ đại và đầy quyền năng theo vị cố vấn này thì chính sự kiêu ngạo và hoang tưởng của tổng thống zelensky đang gây ra vấn đề lớn đối với các đồng minh phương tây tổng thống zelensky tin rằng do ukraine đang có chiến tranh với nga nên ông có thể làm bất cứ điều gì mình muốn một trong những ví dụ điển hình nhất chính là phản ứng của tổng thống zelensky đối với cuộc xung đột ngoại giao đang diễn ra liên quan đến việc bán phá giá ngũ cốc của ukraine Tổng thống Zelensky đã hành xử, như thể là ông có tiếng nói quyết định trong EU, thay vì chỉ là một quốc gia đang đứng ở bên lề của khối. Cựu cố vấn Aretovic đã bày tỏ lo ngại rằng, Tổng thống Zelensky đã trở nên ảo tưởng, khi nghĩ rằng ông hiện đang có quyền lực để thống trị toàn cầu. Ông cho biết, chính sách ngoại giao của Tổng thống Zelensky giống như một kiểu tống tiền về mặt đạo đức, khi luôn nhấn mạnh rằng Ukraine đang chiến đấu cho nền dân chủ và tự do của phương Tây. Hành vi này của Tổng thống Zelensky đã dẫn đến căng thẳng giữa các đồng minh thân cận nhất của Ukraine, đó là Ba Lan và Romania. Đồng thời, Mỹ và phương Tây ngày càng khó chịu trước sự kiêu ngạo của Ukraine. Ông này cũng cảnh báo rằng phương Tây sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine vì lợi ích của chính họ, nhưng cũng có thể sẽ chấm dứt hỗ trợ cho chính quyền Zelensky và ủng hộ một giải pháp thay thế người đứng đầu chính quyền Kiev. Mặc dù vậy, cựu cố vấn Arestovich vẫn ca ngợi cuộc phản công gần đây của Ukraine đã thành công trong việc làm tổn thương lực lượng Nga, nhưng cũng đồng thời thừa nhận rằng nó không mang lại lợi ích đáng kể về lãnh thổ và phải trả giá bằng thương vong nặng nề cho Ukraine. Ông kêu gọi Ukraine phải chuẩn bị cho mùa đông, trong bối cảnh sự hỗ trợ của phương Tây đang giảm dần, đồng thời cảnh báo nền kinh tế Ukraine không có khả năng chi trả cho cuộc chiến hiện tại. Đó là lý do giải thích tại sao cựu cố vấn này lại ủng hộ kế hoạch của cựu ngoại trưởng Kissinger nhằm chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời trong vài năm, bởi bằng cách này thì Ukraine có thể xây dựng lại nền kinh tế và chờ đợi mọi thứ thay đổi ở Nga. Ông này cũng phủ nhận rằng cuộc chiến ở Ukraine là cuộc chiến giữa người Nga, là bảo vệ các giá trị truyền thống, và Ukraine là bên bảo vệ các giá trị tự do của phương Tây. Ông Aristovich cũng bày tỏ sẽ sẵn sàng mở một cuộc đối thoại với phe đối lập của Nga, và nhắc nhở rằng có hàng triệu người nói tiếng Nga ở Ukraine mà nước này không nên tẩy chay và xa lánh. Tất cả các quan điểm trên được cho là quan điểm riêng của người từng là cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, ông Aristovich cũng quyền mất rằng việc hy vọng Nga thay đổi chính quyền Tổng thống Putin là một điều quá viển vông. Bởi nhà lãnh đạo Nga đang có tỷ lệ tiến nhiệm cao tới mức 80%, trái ngược hoàn toàn với tỷ lệ tán thành của Tổng thống Biden thấp kỷ lục 37%. Không chỉ có cách xử lý điềm tĩnh tại mặt trận Ukraine, Tổng thống Putin cũng có các chính sách ngoại giao cân bằng để đem lại lợi ích và uy tín cho nước Nga tại những điểm nóng khác nhau trên thế giới. Mà châu Phi và Trung Đông gần đây là một ví dụ. Căn cứ của Mỹ bị tấn công liên tiếp Vào hôm ngày 24 tháng 10, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết rằng quân đội Mỹ đồn trú ở Iraq và Syria đã bị tấn công 13 lần trong vòng một tuần. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Patrick Ryder, cho biết từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 10, căn cứ Mỹ ở Iraq đã bị tấn công 13 lần trong khi ở Syria bị tấn công 3 lần. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ trả lời với kênh NBC News rằng có 24 lính Mỹ bị thương vong trong các cuộc tấn công. Một nhóm tự xưng là kháng chiến Hồi giáo Iraq đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công này. Nhưng chính quyền Biden không quy trách nhiệm cho một nhóm cụ thể, mà đang đổ lỗi cho lực lượng dân quân Syria hoạt động ở Iraq và Syria. Chính quyền Biden đã cáo buộc Iran tích cực tạo điều kiện cho các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ. Nhưng tướng Patrick Trader thừa nhận vào hôm 23 tháng 10 rằng Mỹ không có bằng chứng nào cho thấy Iran đang chỉ đạo các hoạt động này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào hôm 24 tháng 10 đã đưa ra cảnh báo tới Iran trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Mỹ sẽ đáp trả dứt khoát nếu Tehran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ tại Trung Đông. Điều đáng nói ở đây, Mỹ không chỉ có hàng nghìn binh sĩ và tài sản ở Iraq, vốn nằm dưới sự thống trị lâu dài của lực lượng bán quân sự của người Shia mà còn có tới khoảng 1.000 binh sĩ đang đóng quân ở các khu vực dầu khí rộng lớn ở phía đông của Syria. Nhưng mà mối lo ngại thực sự đối với Mỹ là ở biên giới phía bắc của Israel, nơi mà lực lượng Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào các đồn biên phòng của Israel. Do đó, các căn cứ của Mỹ đều có thể là mục tiêu của nhóm này. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng Hezbollah do Iran hậu thuẫn sẽ phát động một cuộc chiến tổng lực nhằm vào Israel nếu nước này tấn công đổ bộ vào giải Gaza. Điều duy nhất dường như đã cản trở các kế hoạch này của Israel là việc Hamas đang thả từ từ các con tin bị họ giam giữ. Trong khi đó, áp lực chính trị trong nước cũng đang gia tăng đối với Thủ tướng Netanyahu khi mà gia đình của các con tin yêu cầu chính phủ phải nhanh chóng đưa người thân của họ được giải thoát. Hiện thì tình hình giữa hai bên khá căng thẳng khi Hamas yêu cầu Israel cung cấp nhiên liệu cho Gaza thông qua biên giới cửa khẩu Rafah. Còn Israel thì lại đưa ra yêu cầu tất cả các con tin trước tiên phải được trả tự do. Trên ngoại trường Jordan và những nước khác đã cảnh báo tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng có một mối hiểm họa thực sự khi một cuộc chiến tranh lớn hơn sẽ thu hút các siêu cường như là Nga hoặc thậm chí là Trung Quốc, quốc gia có lợi ích và tài sản quân sự tại Trung Đông. Trung Quốc bỏ rơi công dân bị mắc kẹt ở Israel. Hàng ngàn công dân Trung Quốc làm việc ở miền Nam Israel đã bị mắc kẹt trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas mà thiếu đi sự giúp đỡ từ chính phủ quê nhà. Ashkelon, một thành phố ven biển ở Israel chỉ cách thành phố Gaza 8 dặm về phía Bắc, đã phải gánh chịu hậu quả từ các vụ tấn công của Hamas vào hôm 7 tháng 10. Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận là có 4 công dân thiệt mạng, 2 người mất tích và 6 người bị thương, trong khi hàng nghìn công dân Trung Quốc khác vẫn đang sống trong sợ hãi. Xung đột vẫn đang ngày càng leo thang, và các sân bay ở Israel luôn trong tình trạng báo động, khiến viễn cảnh trở về quê hương của hàng nghìn người Trung Quốc trở nên bất khả thi. Theo Epoch Times, một phụ nữ Trung Quốc đã cố gắng rời khỏi Israel, phát hiện ra rằng hãng hàng không Hainan Airlines, hãng hàng không duy nhất của Trung Quốc có các chuyến bay thẳng từ Israel, đã hủy chuyến bay của cô từ Cho Aviv đến Thượng Hải. Sau đó, cô đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel để được hỗ trợ, nhưng lại nhận được yêu cầu hãy tự tìm hiểu và giải quyết. Những công dân Trung Quốc bị mắc kẹt ở Israel đã không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel. Điều đó lý giải phần nào cách tiếp cận ngoại giao đang gây tranh cãi của Trung Quốc trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Chính quyền Bắc Kinh ủng hộ thành lập một nhà nước Palestine độc lập nhưng lại không hề đề cập đến quan điểm rõ ràng về Hamas giống như là Ấn Độ và Nga. Theo giới quan sát thì Trung Quốc bị chỉ trích vì dư luận cho rằng nước này đã thiếu sự cảm thông với các nạn nhân trong vụ thảm sát mà chính công dân Trung Quốc của họ cũng nằm trong số các nạn nhân xấu số đó. Lý giải cho phản ứng này của Trung Quốc, chuyên gia Gordon Chang cho biết Chúng ta phải xem xét mối quan hệ của Trung Quốc với Iran. Vì Iran là bên được Trung Quốc hậu thuẫn, trong khi Hamas lại được hậu thuẫn bởi Iran. Những gì mà chúng ta đang chứng kiến vào thời điểm này chính là Trung Quốc đang phải giúp thúc đẩy những cuộc tấn công trả đũa tàn bạo của Israel. Và tôi chắc chắn rằng vũ khí của Trung Quốc sẽ xuất hiện trên chiến trường. Những hé lộ của vị chuyên gia này ngày càng khẳng định thêm mối quan hệ sâu rộng giữa Trung Quốc và Iran. Lưu ý là vào năm 2021 Iran và Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược và kinh tế, trị giá lên tới 400 tỷ đô la trong vòng 25 năm. Trong đó, Iran sẽ cung cấp cho Trung Quốc nguồn nguyên liệu dầu mỏ trong hai thập kỷ tới. Đổi lại thì Trung Quốc sẽ cho phép Iran tiếp cận các lĩnh vực như ngân hàng, viễn thông, cung cấp nguồn khí tài quân sự và huấn luyện quân đội cho Iran. Và thông qua Iran, Trung Quốc cũng sẽ là bên gián tiếp hỗ trợ cho các tổ chức như Hamas và tổ chức thánh chiến Hồi giáo Palestine. Việc Iran được tiếp cận các hệ thống ngân hàng Trung Quốc cũng sẽ tạo ra các dòng tiền cho các nhóm khủng bố như là Hezbollah và Hamas. Đối với Trung Quốc là như vậy, còn đối với Mỹ thì sao? Đảng Cộng Hòa đang gây áp lực lên lầu năm góc về việc vũ khí của Mỹ rơi vào tay của Hamas. Theo tờ Epoch Times, một số thành viên Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đã gửi một lá thư vào hôm 23 tháng 10 tới Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, yêu cầu làm rõ các báo cáo cho thấy vũ khí do Mỹ sản xuất đang được phân phối và bán lại ở các thị trường thứ cấp cho các tổ chức khủng bố, bao gồm cả Hamas. Lưu ý là Mỹ đã bỏ lại số vũ khí dự trữ trị giá khoảng 7 tỷ đô la sau cuộc rút quân khỏi Afghanistan. Và số vũ khí này đã rơi vào tay phiến quân của Taliban. Một vấn đề khác nữa có liên quan đến vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Đó là số vũ khí này cũng đang được chuyển sang Trung Đông bởi nhiều chủ thể khác nhau, bao gồm cả các nhóm tội phạm buôn lậu súng. Trong bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Austin, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã nói rằng những bức ảnh được công bố gần đây cho thấy rằng những kẻ khủng bố Hamas bị cáo buộc đang cầm thứ vũ khí có vẻ là H4A1 cabin, một loại vũ khí đặc biệt mà chỉ được dành riêng cho lực lượng đặc nhiệm của Mỹ. Lưu ý là trước đó, các báo cáo cho thấy rằng vũ khí chuyển cho Ukraine đang rơi vào tay Hamas. Chính Tổng thống Putin cũng đã nói rằng ông nghi ngờ về việc có vũ khí được chuyển giao từ Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh rằng người Ukraine chắc chắn bán vũ khí trên thị trường quốc tế thông qua các nước châu Phi và Trung Đông việc Hamas sử dụng nguồn vũ khí mà Mỹ và các đồng minh gửi tới Ukraine lần đầu tiên đã được cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nêu ra vào hôm 9 tháng 10, khi ông tuyên bố rằng những vũ khí như vậy đã rơi vào tay của Hamas và đang được sử dụng tích cực trong cuộc tấn công khủng bố ở Israel. Trong bối cảnh xung đột đang leo thang tại Trung Đông, thì Tổng thống Joe Biden vào tuần trước đã tuyên bố rằng Mỹ có thể tham chiến cùng lúc với ba cuộc chiến ở ba khu vực khác nhau trên thế giới. Liệu đây có phải là chính sách ngoại giao đầy tham vọng hay không? Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội chi thêm 105 tỷ đô la để viện trợ cho các cuộc chiến ở Ukraine, Giải Gaza và Đài Loan. Bài phát biểu của Tổng thống Biden dường như mang hơi hướng hùng biện khi ông đã nói rằng Tôi biết được tôi là Tổng thống Mỹ đầu tiên điều hành vùng chiến sự mà không do quân đội Mỹ kiểm soát kể từ Tổng thống Lincoln. Tuyên bố này hàm ý rằng ông được coi là Tổng thống thời chiến mà không có quân đội Mỹ tham chiến. Đó như là một lời tuyên truyền đầy ẩn ý cho chiến dịch bầu cử sắp tới của ông. Nhưng lời tuyên truyền đó liệu có thể giúp ông giữ vững chiếc ghế tổng thống hay không? Khi mà Mỹ phải cùng lúc đối đầu với ba khu vực là điều bất khả thi. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.